nhưng mà mình đánh đúng bài đúng quy tắc đàng hoàng, không có đúng. Khó đá xà lành mình nổi dữ lắm. Thấy vậy chứ mà em không phải dễ ăn mình đâu. Đúng rồi. Nếu mà mình đánh đúng bài đúng rồi, đúng thì đều đàng. Anh Lâm anh hiểu đúng rồi. Dạ. Em hiểu giống gì không? Dạ hiểu đúng rồi. Rồi. Nhưng mà em hỏi cái này nè. À, nói ví dụ bây giờ cái này là 50 đô. Dạ. Ví dụ như mà cái cách mà mình làm cái tài khoản, ví dụ như cái tài khoản của mình là 1.000 đi. Rồi. Thì mình thua 50 đô thì nó tính theo vậy. Nhưng mà nếu ví dụ như cái tài khoản của mình này nó có 10.000 thì tính giống vậy nó có đúng không? Đúng. Đúng. Cũng đúng luôn. Đúng luôn. Cũng đúng luôn. Dạ. Rồi thua 50 đô mà đã thua 50 đô. Đúng rồi. Nó cũng cái khối lượng này. Đúng rồi. Tức là em hơi thắc mắc cái này nè, tức là cũng cái khối lượng này mà 1.000 nó cũng thua 50 đô, mà 10.000 nó cũng thua 50 đô. Chính xác luôn. Chính xác. Đó là nhau cái cục đấy. Đúng này không tính giá. Nhưng mà do em được giao dịch nhiều lần, nhiều lần hơn. Nếu ví dụ như mà yes. Máu mình ấy thì mình thua 100 đô. Yeah. Cái đó là do cái máu. Là do